Apple là một trong những công ty công nghệ dẫn đầu hiện nay với biểu tượng trái táo cắn dở, luôn làm nóng dư luận mỗi lần công bố sản phẩm mới. Tất cả điều đó đều được thể hiện qua doanh thu và lợi nhuận liên tục tăng trưởng đột phá trong nhiều năm với số tiền lên đến hàng triệu tỷ đô. Với sự thành công ấn tượng này, không thể không nhắc tới cái tên Tim Cook, anh hùng thầm lặng, người được coi là bậc thầy chuỗi cung ứng của Apple. Làm giàu từ kinh doanh xin chào các bạn. Hôm nay, Làm giàu từ kinh doanh chia sẻ đến bạn những bí mật ít ai biết về nghệ thuật quản trị chuỗi cung ứng Apple của Tim Cook. Bí mật đầu tiên: tồn kho là cội nguồn của tội ác. Tim Cook từng chia sẻ rằng tồn kho là cội nguồn của tội ác. Ngay từ lúc gia nhập Apple, Tim Cook nhận ra rằng chuỗi cung ứng của Apple đã trở nên quá phức tạp nên rất khó để quản lý. Do đó, nhiệm vụ đầu tiên mà ông cần làm và đã tiến hành ở đây chính là kéo Apple ra khỏi công đoạn sản xuất phức tạp đó. Tim Cook ngay lập tức lên kế hoạch hành động và đóng cửa hàng loạt nhà máy cũng như kho hàng trên khắp thế giới. Đồng thời, ông còn mở rộng mạng lưới quan hệ với nhiều nhà thầu thứ ba. Chính điều đó đã cắt giảm số lượng nhà cung cấp của Apple từ 100 xuống còn 24 và buộc những nhà cung ứng còn lại phải cung cấp sản phẩm chất lượng nhất với mức giá tốt nhất cho Apple nếu muốn tiếp tục tồn tại. Tim Cook còn thuyết phục những nhà cung cấp này xây dựng nhà kho càng gần xưởng lắp ráp iPhone càng tốt. Bên cạnh đó, Tim Cook đóng cửa 10 trong tổng số 19 nhà kho hiện có của Apple và liên tục cắt giảm thời gian tồn kho của hàng hóa, rút ngắn thời gian sản xuất một máy tính Apple từ 4 tháng xuống còn 2 tháng. Bí mật thứ hai: các yếu tố tạo nên thành công của chuỗi cung ứng Apple. Theo bạn, yếu tố nào tạo nên thành công ấn tượng trong chuỗi cung ứng của Apple? Làm giàu từ kinh doanh chia sẻ đến bạn 3 yếu tố cốt lõi tạo nên doanh thu đột phá mà Tim Cook đã áp dụng cho Apple sau đây. Yếu tố đầu tiên: chiến lược thuê ngoài hiệu quả. Những khâu hoạt động như hoạt động nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm được Tim Cook rất coi trọng, bởi lẽ đây là những hoạt động nòng cốt liên quan đến sáng tạo, đổi mới, đòi hỏi cần có nhiều thời gian và trí lực mang lại giá trị cao nhất. Chính vì thế, những khâu làm việc quan trọng này được tiến hành tại Hoa Kỳ. Những khâu còn lại như hoạt động sản xuất, vận chuyển, lưu kho sẽ được Tim Cook thuê ngoài. Đó là lý do vì sao bạn có thể tìm thấy hàng chữ Designed by Apple in California, thiết kế bởi Apple tại California, ở mặt sau của những chiếc iPhone. Tim Cook cũng rất nổi tiếng trong cách duy trì mối quan hệ với những nhà cung cấp. Các kỹ sư dưới thời Tim Cook phải dành hàng tháng trời đi công tác để theo dõi sâu sát các nhà cung cấp và nhà máy sản xuất. Các kỹ sư này chịu trách nhiệm điều chỉnh quy trình hoạt động để đối tác luôn coi trọng trạng thái sẵn sàng hoạt động hiệu quả một khi tiến hành sản xuất hàng loạt. Đây chỉ là một trong những hoạt động thuê ngoài của Apple, điều đó chứng minh khả năng linh hoạt về mặt nhân sự. Và đó đã giúp cho Apple tập trung vào nguồn năng lực cốt lõi của mình nhất để liên tục tung ra những sản phẩm mới thuyết phục người tiêu dùng. Đồng thời, nó còn giúp Apple tiết kiệm được nguồn chi phí cực lớn để tái đầu tư. Có thể nói rằng Apple là một công ty sản xuất mà không thực sự sở hữu một dây chuyền sản xuất nào. Bí quyết thứ hai của Tim Cook chính là nghệ thuật quản lý hàng tồn kho. Tim Cook đã thành công vang dội khi xử lý được khủng hoảng tồn kho của Apple giai đoạn đó. Bằng cách cắt giảm phần lớn chi phí và yêu cầu tất cả sản phẩm Apple luôn được đổi mới với những linh kiện mới nhất, Tim Cook đã giải được bài toán tồn kho hiệu quả. Khả năng quản trị tài ba của Tim Cook. Tim Cook luôn đề cao những lợi ích của chuỗi cung ứng trong sự phát triển của một doanh nghiệp. Ông luôn xem việc sử dụng chuỗi cung ứng như thứ vũ khí chiến lược hàng đầu trong kinh doanh. Yếu tố con người luôn được đề cao trong bất kỳ thành công của tổ chức nào, và Apple cũng vậy. Bằng tài năng quản trị và óc kinh doanh hơn người, Tim Cook không chỉ đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng tối đa của Apple, mà còn nhận được sự nể phục của tất cả nhân viên cấp dưới. Đó là uy lực của người lãnh đạo tài ba Tim Cook. Có thể nói rằng, Tim Cook không chỉ là một người kế nhiệm đằng sau cái bóng của Steve Jobs mà dư luận vẫn luôn tự đặt ra. Tim Cook chính là một anh hùng thầm lặng của Apple, người đã tạo ra một cuộc cách mạng trong chuỗi cung ứng được cả thế giới công nhận và không ngừng nể phục như hiện nay. Trên đây là những yếu tố tạo nên sự thành công trong chuỗi cung ứng Apple của Tim Cook. Bạn nghĩ sao về chiến lược kinh doanh ấn tượng của Tim?
chia sẻ với Làm Giàu Từ Kinh Doanh bằng cách bình luận ở bên dưới bạn nhé. Có thể thấy, đây cũng là những chiến lược kinh doanh và cụ thể là bán hàng hiệu quả được Mo Bunnell chia sẻ trong cuốn sách Hệ thống bán hàng đỉnh cao. Đây là cẩm nang cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bạn một cách chi tiết từng bước một trên con đường chinh phục mọi khách hàng và bán mọi sản phẩm. Tối ưu hóa hệ thống và tạo dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng hay đối tác làm ăn kinh doanh là bước ngoặt không thể thiếu trong việc tạo ra doanh số, thúc đẩy tăng trưởng. Làm Giàu Từ Kinh Doanh xin trân trọng giới thiệu đến bạn. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share, đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ xem đầu tiên, See First để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.